Địch Lệ Nhiệt Ba bị tố copy Phạm Băng Băng và Lisa Blackpink. Địch Lệ Nhiệt Ba là nữ diễn viên luôn gây ấn tượng bởi phong cách thời trang đa dạng, nhưng cô vẫn chủ yếu đi theo hình tượng của một nữ minh tinh quyến rũ và gợi cảm. Tuy nhiên vài ngày qua, nàng mỹ nữ Tân Cương lại trở thành chủ đề gây tranh cãi khi bị tố copy Phạm Băng Băng và Lisa Blackpink. Vốn là một mỹ nhân từng có phong cách rất riêng biệt mỗi khi xuất hiện, có nhiều người đã rất bất ngờ khi thấy ở Địch Lệ Nhiệt Ba có hình bóng của các sao nữ khác. Khi xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện đêm hội Weibo cuối tháng 2 vừa qua, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với phong cách cổ điển khá lạ mắt, khác hẳn với hình ảnh trước đây. Khoảng thời điểm đó, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến người ta nhớ đến phong cách của Phạm Băng Băng hơn 10 năm trước và thấy được khá nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên vì không sở hữu gương mặt với những đường nét tinh tế như Phạm Băng Băng nên Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê là bản sao lỗi của đàn chị. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, hình những bức ảnh selfie mới đây của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng làm gợi nhớ đến Lisa. Người đẹp tam sinh tam thế thập lý đào hoa vì việc này mà nhận phải rất nhiều chỉ trích tố cô đi copy ngôi sao khác. Một số bình luận từ netizen: nhìn lướt qua tôi còn tưởng là Lisa, công nhận là Nhiệt Ba xinh nhưng kiểu tóc này chỉ khiến tôi nhớ đến Lisa thôi. Không chỉ kiểu tóc mà cả cách tạo dáng, thần thái cũng khiến tôi nhớ đến Lisa. Nhiệt Ba vốn đã rất xinh và nổi tiếng rồi, sao lại phải bắt chước da của Lisa trắng trợn như thế này? Chắc chỉ trùng hợp thôi, kiểu tóc này cũng khá phổ biến. Ngày bé Nhiệt Ba cũng từng để qua rồi mà, hiệu ứng của Lisa quá mạnh mẽ rồi, đến Nhiệt Ba giờ cũng bắt chước cô ấy. Cả hai đều xinh như búp bê, lại để cùng một kiểu tóc nên trông hao hao nhau cũng là dễ hiểu. Nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba có đáng bị ném đá và nhận phải những bình luận tiêu cực vì việc này không? Có lẽ nàng tiểu hoa sinh năm 1992 cũng chỉ là một người muốn theo đuổi cái đẹp và thử sức với phong cách mới chứ chưa từng có ý định đi bắt chước những ngôi khác. Trong khi những người bình thường học tập phong cách của Địch Lệ Nhiệt Ba thì không có vấn đề gì, còn đến khi nữ diễn viên ở trường hợp tương tự lại bị chỉ trích. Về việc này, một số khán giả cho rằng netizen dường như có cái nhìn quá khắt khe với những ngôi sao nổi tiếng, đặc biệt là các nữ minh tinh. Thời gian gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba lại gây sốt với khán giả vì những tạo hình thảm đỏ lộng lẫy, xinh đẹp của mình. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, sự cảm thán của dân mạng trước nhan sắc của mỹ nhân Tân Cương đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảm xúc ngỡ ngàng trước khuôn mặt khác lạ của cô trên sóng livestream. Địch Lệ Nhiệt Ba là cái tên sáng giá trong giới giải trí xứ Trung. Cô nàng thuộc một trong bốn tiểu hoa đán thế hệ mới được chú ý với nhan sắc nổi bật, góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám. Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến cộng đồng mạng xôn xao khi hình ảnh năm 18 tuổi xuất hiện trên mạng xã hội. Khoảnh khắc trong tấm ảnh là khi Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia thử vai cho bộ phim Huyết Yến năm 2012 do Lu Chu An làm đạo diễn. Tuy trượt vai nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba cũng nhận được nhiều tình yêu thương và sự nghiệp thăng tiến sau này. Hình ảnh năm 18 tuổi của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến nhiều người hâm mộ thích thú bởi nhan sắc của cô nàng vô cùng sắc sảo khi còn nhỏ, xứng danh là người đẹp Tân Cương. Theo báo Trung, hình ảnh này khi Địch Lệ Nhiệt Ba còn đang theo học tại Học viện Hí kịch Thượng Hải. Khi ấy, cô nàng đã bắt đầu thử sức với nhiều vai diễn khác nhau trong nhiều buổi thử vai khác. Hiện tại, nữ diễn viên đã đạt được những thành công nhất định trong giới giải trí Hoa ngữ. Đồng thời, nhan sắc của cô nàng luôn thu hút nhiều người bởi quá trình thăng hạng nhan sắc qua từng năm.